Ok và bye bye. Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Hôm nay cùng mình tiếp tục trải nghiệm tổ hợp game kinh dị. Đầu tiên sẽ là Dear Park Chu. Mật mã là gì đây? 9 này. 1. Yeah.
phim. Cho tôi cái này nha. Tiếp tục. Không thấy ông lão hề đâu ta. Mình đã giải cứu được 4 người rồi. Barry. I can tell for all that amount of food. I think I need a plan. Đường ra đây nè. Hey you. I think I've seen something. A little human has escaped.
quá trời rồi. Chúng ta có đuổi đến đây không ta? Ok, chơi cái này nào. Ôi, hỏng cái rồi. Đi xuống này. Xuống qua xe bài. IQ 7. Hình gì nào? Hình tam giác. Hình tam giác đi hơi khó nha. Rồi. Hai cái. Hai. Đi nè. Ui. Đây có chìa khóa không ta? Đây, căn phòng ạ. Trời. Yeah.
Yes. Ui, sắp hoa rồi mà, một lần nữa. Có chìa khóa không ta? No. Đấy ạ. Ok, cùng mình lên tìm vị trí của 20 túi tiền nha. Xuống phía dưới nào. One. Two. Three. Một con mắt. Four. Five. Ui, hai túi rồi. Ai cú. Lên tầng cao.
Ok, ông vào xuống Hà Nội. Everyone. Trái tiếp đi. Ok, Evina đâu rồi? Thoát thôi. Evina mấy gì? Hai hình tròn, một ô Arena, ui Arena
rồi, hay rồi. Lượt hai. Màu đỏ và màu xanh. Yes sir. Quý vị mắt. I'll see if Serena. Chìa khóa. Không có gì cả. Long slam một chìa khóa nữa. Bước thứ hai. Một chìa khóa nữa. No, không có gì cả. Cái này cũng không có gì luôn. Không có bức hình nữa luôn. À, đây rồi.